Chào tất cả các bạn như đã hứa thì đúng 7 giờ tối ngày hôm nay là 25 tháng 3 năm 2019 thì web đã đây quốc kinh không ngày à, con web này thì nếu như các bạn nào chưa biết thì nhớ xem link ở phần mô tả bên dưới để xem phần hướng dẫn cơ bản về web còn ở đây nó chỉ là phần hướng dẫn nâng cao thêm mà thôi gần như là clip mà yếu tố cập nhật thì ở đây uh, web cho chúng ta chỉ vào mắc là 5 đô la cuộc sống mà các, uh, chúng ta chỉ có duy nhất một plan đó là 10 phần trong 24 giờ con quét quá quen thuộc rồi thành thử ra là chúng ta không thể nào vào hơn không thể nào vào hơn không thể nào vào hơn ruble uh, thì bao nhiêu mắc là 350 ru eth là bao nhiêu Nói chung là ở tầm này thì uh, các bạn uh, cơ hội cho các bạn để mà gia tăng thu nhập ấy 5.5 đô trong vòng một ngày thì uh, ngày trước ấy, để mình cập nhật trước ở ngày trước thì ngày đầu tiên khi ra mắt web chạy 27 à đâu không phải đâu nó chạy nhiều nhiều ngày rồi <laughs> không phải lần đầu tiên đâu nhưng mà lần đầu tiên mình giới thiệu với các bạn là nó chạy 27 ngày đấy à, lần thứ hai thì đâu đó tầm 8 ngày mình nhắc nhở anh em mình nhá số ngày rất là quan trọng nhắc nhở lần nữa tôi đã nhắc nhở lần nữa tham thì thâm ok thêm nữa rằng là con này mới đầu nó sẽ chỉ, chỉ cho bạn 5,5 đô nhưng dần dần nó sẽ bước dần nó cao lên à, 10 đô, 20 đô, sau đó là 80 đô. Khi nào mà nó cho càng cao ấy thì lúc đấy là <laughs> lúc đấy là nguy cơ càng lớn. Đấy, anh em nhắc nhắc nhở. Còn về tổng quan quét thì không có gì phải nói rồi, chúng ta ở đây vẫn có support mọi thứ ok. Để làm người đầu tiên đầu tư vào đây thì để sướng danh lên bản vàng thì mình sẽ đăng ký và đầu tư ngay. Quick research để nhanh chóng có tên trên bảng vàng Còn một con quét nữa thì đến ngày 20.30 uh, theo giờ London thì chắc là cũng 7 giờ tối ngày 30 tháng 3 Tầm đấy, ok Như mọi khi chúng ta sẽ tổng quan Đấy, tổng quan, tổng quan, tổng quan, ok Open deposit Thì nhớ nhá anh em nhớ nhá, nhớ xem cái hướng dẫn cơ bản ở phần mô tả của video này Nếu như bạn mà chưa chơi con quét này Đấy, uh, mình sẽ vào năm đô Open có duy nhất một plan két ghê cơ sao nó không cho nhiều lên các anh em phải không các anh em lúc nào cũng bảo là sao nó không ấy lên các kiểu nữa ok xác nhận nhìn điểm tin cậy cao vãi trưởng không 16 nhưng mặc dù cũng không thể tin cậy cao không phải bằng mình được rồi cái không đây các bạn nhìn thấy đây, đấy, đấy. hàng ngày thì mình sẽ cố gắng để vào và đầu tư tái liên tục để đến khi nào quét chết thì thôi. À, nhưng mà về cá nhân mình ý, thấy nếu như về anh em ấy, à, muốn chơi con này ý, thì khi nào nhá, các bạn đừng quan tâm đến quá nhiều là quét chạy uh, working bao nhiêu ngày, đừng quan tâm đến quá nhiều với working bao nhiêu ngày dặn đấy, thì các bạn nhớ khi nào ấy mà quét ấy nó cho đẩy mức đầu tư của bạn lên cao hơn 5, 5 đô có nghĩa là 10 đô thì cũng vẫn là ok không vấn đề gì 20 đô vẫn là ok không vấn đề gì nhưng mà nó cao hơn cái mức 20 đô ấy thì nhớ là cảnh giác nhá ừ. còn uh, về tương lai như thế nào thì mình không thể nói được bởi vì mình không phải là nhà tiên tri và cũng không phải là nhà bói đó <laughs> cũng không phải là thầy bói mà kể cả nhà tiên tri những thầy bói toàn những ông bốc phép nếu giỏi thì ra kia bói cho người ta con số để người ta về lổ đấy lổ báo báo đây để 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 báo lổ để một lần chơi lớn để cho mọi người bị trầm trô đấy hiểu không đâm ra các bạn lưu ý nhá đừng có hỏi gì mình về những yếu tố về tương lai tư vấn thì mình đã tư vấn rồi còn cơ bản hướng dẫn cơ bản các bạn cần phải xem lại nếu không thì anh em sẽ mất tiền ở trong cái web này và khi mất tiền rồi thì đừng có trách oán gì mình vì mình, mình nhắc nhở rồi nhắc người không nghe mình không thể nhắc từng người từng người từng người từng người được đâu mình chỉ nhắc chung thế thôi chứ còn tôi không thể đến nhà từng nhà từng nhà gõ cửa được đâu các ông không khác gì bố tôi luôn đấy nếu mà các ông muốn tôi gõ cửa thì cũng không khác gì bố tôi luôn đấy ok cảm ơn tất cả các bạn